Dạ thưa sư, gần đây con có thấy chiến tranh giữa Nga và Ukraine, con thấy rất đau lòng vì quyết định của nhà cầm quyền sai lầm thì người dân phải khổ biết bao. Con chợt nhớ đến bài giảng của một vị sư mà con nghe được. Bài giảng ấy là nếu có ước muốn thì hãy ước muốn chấm dứt sanh tử luân hồi. Bởi vì chúng ta đã từng vào địa ngục, vào ra địa ngục, đã từng là vua, là trời. Nên nếu còn tham muốn sinh tử thì cũng luân hồi như vậy thôi. Tiền thân Đức Phật lúc xưa có một kiếp Ngài đã làm vua, vì ra một vài quyết định không đúng đắn mà Ngài phải bị đọa nhiều kiếp sống. Con xin phép sư, do bởi kiến thức sâu rộng của sư, xin sư đã đọc qua tích đó chưa? Do con không biết tích Phật theo lời giảng ấy ở đâu và có đúng với kinh điển ghi lại không. Rồi. Về cái vấn đề này thì sư chỉ nhớ đến một cái tích nó gần đến như vậy. Đó là nó có hai tích. Một á, là trong cái chuyện tiền thân á, khi Ngài còn là Bồ Tát, Ngài thấy phụ vương á, phụ vương khi đó là Devadatta, khi mà xử những cái việc quốc gia thì sẽ có trừng phạt người này và thậm chí là xử tử người kia. Thì khi đó Bồ Tát thấy đó, cái việc lên làm vua sẽ tạo nhiều ác nghiệp mà có thể dẫn mình đi địa ngục. Và kể từ đó Bồ Tát không nói năng gì cả, không hành động gì cả, giống như là một người câm và một người bị liệt. Thì cứ như vậy suốt rất là nhiều năm. Và nhà vua đó thấy mình có một cái đứa con mà vừa câm vừa liệt như vậy thì nó không thể nào có thể lên nối vị ngai vàng được. Cho nên là quăng bỏ. Và sau khi á, mà Ngài bị bỏ rơi rồi đó, thì Ngài lúc đó, đó mới đi vào trong rừng và tiếp tục tu hành, hướng đến sự giác ngộ. Tức là Ngài, thay vì Ngài tiếp quản ngai vàng thì Ngài từ bỏ ngai vàng. Và cái thứ hai á, một cái tích mà sư nhớ là khi mà Bồ Tát làm vua đó, thì trong một lần á, Bồ Tát say xỉn thì Ngài đã giết con của mình. Và sau khi mà tỉnh rượu đó, thì Ngài rất là hối hận vì chuyện đó. Và Bồ Tát đó mới là nguyện là từ đó trở đi là Ngài sẽ không uống rượu nữa. Nhưng mà vì cái nghiệp đó thì Ngài vẫn phải đi các cảnh giới sa đọa. Thì sư chỉ nhớ như vậy thôi. Còn không biết hai vị có nhớ cái tích gì mà nó có liên quan đến chuyện này hay không. Nhưng mà sư chính tâm. Đây. Tôi à. Thì ra là không không có nhớ, không có nhớ, nhưng mà phân tích cái chỗ này là chút là cái tham ái, cái sự khát khao của chúng sanh đó, thì nó dẫn đến những cái tranh giành đó. Thì trong Kinh Trung Bộ và Kinh số 82 trên Ratthabala thì có đoạn là Uno loco atitho tanadaso tikho, tức là thế giới là khát khao, khao khát khiếm khuyết và làm nô lệ cho tham ái. Cái bản chất của cuộc đời này á, nó là những cái chuyện thích và nó không thích. Cái thích không thích này nó làm mình khổ đau trong cuộc sống. Thích thì tranh giành, mà không thích thì mình quăng ra, mà cứ tới luôn nhiêu đó nó làm mình khổ đau. Cho nên tiền thân của Đức Phật có một kiếp làm vua, khi mà hoàng hậu nhỏ tóc bạc cho vua, tức là tiền thân của Đức Phật, thì bên ta phải là bên một tay là có một cái vòng thôi, nhưng mà bên tay thứ hai đó, tay kia thì có hai cái vòng, mà bên hai cái vòng thì đụng nhau kêu len keng, còn bên một cái vòng thì đi im ru. Cho nên Bồ Tát thấy vậy mới nghĩ rằng cái cuộc đời này nó chung chạ là nó có phiền não, cho nên Ngài mới bỏ, Ngài đi, Ngài xuất gia đạo sĩ. Thì cái sự mà cái câu hỏi nó rườm rà quá, thành ra đọc nãy giờ chưa chưa có thấm được, hiểu được là cái bạn này bà hỏi thì sao. Nhưng mà khúc cuối là xin sư giảng và giáo huấn để mang lại sự lợi lạc cho chúng con và nhiều người thoát khỏi mê lầm và địa vị và chánh lợi. Cái này thì nó trừu tượng quá, nó trừu tượng quá. Thì cái này mình phải học nhiều về giáo lý thôi, chứ nói một vài lời thì nó cũng khó lắm.
mà nãy cái câu hồi nãy là thế giới là khát khao kiếm quyết và làm nô lệ cho tham ái á, cái cuộc đời mình tranh giành đấu đá để mình để mình phục vụ cho cái tham ái thôi, phục vụ cho cái tham ái thì chỉ có là gì, bớt tham là bớt thôi chứ không có gì hết á. Mình bớt tham chút là mình bớt bớt khổ một chút và mình bớt tranh giành chút. Nhưng mà đối với vị phải biết một điều là vỡ cái chuyện mình thích cái này và mình không thích cái kia thì hai cái mình phải tu cùng luôn, chứ không có chuyện mà mình tu bên cái chuyện mà mình tôi gán tôi không thích cái này cái kia nhưng mà mình không tu cái chuyện là mình không thích là mình bị sao le liền, mình không đạt kết quả được. Ví dụ mình thích ăn món ăn này thì đồng nghĩa với mình sẽ không thích ăn món ăn kia, bởi vì nó có cái để nó so sánh, cho nên mình phải tu cùng một lúc hai cái khía cạnh này thì mới đạt cái hiệu quả cho mình được. Còn quý vị tu pháp môn nào đó là nó thì gan cơ của quý vị thôi. Mời sư Thầy Tường. Dạ, mời sư Thầy Tường. Xin chào quý vị. Để tiếp nối cái câu trả lời thì chúng tôi xin bổ sung thêm. Cái câu mà cái tích truyện á, mà Đại Đức Hạnh Tuệ á, vừa trình bày cho quý vị cái tích mà đầu tiên á, nói về vị Bồ Tát á, mà khi ngài sinh ra ngài bị ngài không phải bị mà là ngài giả câm giả điếc thưa quý vị, từ ngày nhìn thấy những cái hiểm nguy đó thì đây là một cái tích rất là kinh điển thưa quý vị. Kinh điển là kinh điển như thế nào? Đây là tích Bồ Tát, nói về Bồ Tát Tê Mí Giá. Đây là một cái tích mà ở những nước quốc giáo giống như là Myanmar, Sri Lanka hay là Thái Lan, các vị sa da đa, các vị pháp học hay pháp hành hay là các vị cận sĩ nam cận sĩ nữ quốc giáo đó rất đề cao về cái tích này, cái tích nói về Bồ Tát Tê Mí Giá này. Bởi vì sao? Nếu nãy để Đức Hạnh Tuệ cũng có trình bày cho quý vị đó, vì cái chi tiết sơ lược qua đó về cái tích của Bồ Tát Tê Mí Giá đó. Đó, có nghĩa là ngài thấy những cái hiểm nguy như vậy, đúng không? Nhưng mà trong đó có một cái chi tiết như vậy thưa quý vị, khi chúng tôi đọc á, chúng tôi đọc qua chúng tôi rất là cảm thấy kinh cảm là như vậy, là Bồ Tát Tê Mí Giá đó. Câu chuyện này chúng tôi nói không lầm là nằm ở trong chú giải chuyện tiền thân, thì quý vị chúng tôi khuyên quý vị nên đọc qua để quý vị hiểu được cái tầm quan trọng của Đại Đức Hạnh Tuệ khi mà nói về cái tích này, tích là được Bồ Tát Tê Mí Giá. Thì trong đó một chi tiết như vậy, chi tiết là khi ngài sanh ra thì do cái phước báo ngài thì ngài nhớ lại trong cái quá khứ của ngài có một kiếp mà ngài bị đọa trong địa ngục đó. Chính xác là địa đọa trong địa ngục, thì ngài chịu những cái cực hình đó kia nó rất thống khổ, và ngài thấy những cái cảnh hiện tại là cha của ngài là làm vua, cho nên vì đó đó ngài mới thấy được cái sự mà rủi ro, sự nguy hiểm trong luân hồi, cho nên là ngài mới giả câm giả điếc, và sau đó một thời gian dài rồi ngài mới bỏ vào rừng ngày tu. Câu chuyện này khá là dài đó, chúng tôi ở đây chúng tôi muốn nói tên để quý vị cho vị dễ tìm thôi. Đây là một cái tích rất là kinh điển, quý vị nên nên đọc qua à, thì chúng tôi đã bổ sung thêm mà Nhỏ quá.